Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Sa Cát. Quý vị thân mến, từ đầu năm đến giờ, những con sắp này đã bị cuộc đời vùi dập, vận đen đeo bám, khổ tận cam lai, ra đường mất tiền, tình yêu đổ vỡ, người thân hiểu lầm, bạn bè xa lánh. Thế nhưng bước sang ngày 24 tháng 10 âm lịch, cuộc sống của những con sắp này sẽ bước sang một trang mới. Vận xui qua đi, vận may kéo tới, làm gì cũng thuận lợi và thành công. Vậy đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi để biết mình có thuộc một trong những con giáp may mắn này hay không nhé! Theo dõi tử vi hôm nay, lục hợp thái tuế giúp người tuổi Mão có sự minh mẫn và sáng suốt để giải quyết gọn gàng những vấn đề mình đang gặp phải. Tiến trình sự nghiệp thăng tiến khá suôn sẻ, bạn có thể sẽ gặp vài biến cố bất ngờ trong ngày, nhưng trong hoạn nạn có cơ hội, cũng nhờ vậy mà bạn có thể giành được sự tín nhiệm của cấp trên. Cũng nhờ cát khí có trong ngày, vận trình tài lộc của con giáp này tương đối ổn định, nhờ thế mà bản mệnh có thể thoải mái chi tiêu, không cần quá lo lắng về vấn đề tiền bạc. Nhưng hãy quản lý tài chính hợp lý, đừng tiêu pha hoang phí quá, kẻo tiền có chất thành núi cũng sẽ sớm hết. Có điều ngũ hành tương xung gây bất lợi cho con giáp này trên hành trình tìm kiếm một nửa cho mình. Bạn và người ấy có duyên gặp gỡ nhưng cuối cùng vẫn chưa đủ nợ để ở lại bên cạnh nhau. Cảm giác tiếc nuối khôn nguôi nhưng bạn vẫn cần nhìn về phía trước. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mão cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 2. Tuổi Ngọ. Dưới sự che chở của tam hợp cục, tuổi Ngọ được dự báo có một ngày làm việc hăng say và chất lượng vô cùng. Thái độ nghiêm túc và kiên trì mang tới thành công cho con giáp này. Bạn không để khó khăn khiến bản thân chùn bước mà còn thông qua đó để khai phá khả năng tiềm ẩn của mình. Hôm nay, con giáp này cũng sẽ gặp nhiều may mắn về phương diện tiền bạc, tài lộc vượng phát, có thể là do các khoản đầu tư sinh lời, ký kết được hợp đồng lớn hoặc may mắn trúng thưởng. Nhiều người cho rằng bạn gặp may nhưng thực chất nó chính là sự cố gắng, nỗ lực từ trước đó. Ngũ hành hỏa sinh thổ còn giúp tuổi Ngọ đón nhận tin vui trong chuyện tình cảm. Người đang yêu đừng để những lý do bên lề trở thành rào cản ngăn cách hai người. Gặp được người mình yêu và khiến mình an tâm, muốn gắn bó cả đời không hề dễ dàng. Hãy trân trọng hạnh phúc hiện tại. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những người tuổi Ngọ cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 3. Tuổi Dần. Tử vi hàng ngày cho biết, tam hợp cục xuất hiện mang tới cho người tuổi Dần nhiều niềm vui ở các phương diện cuộc sống. Hỉ khí ngập tràn, bản mệnh làm gì cũng nhận được sự công nhận của mọi người, khó khăn cũng có người đứng ra giúp một tay. Vận trình tài lộc của tuổi Dần cũng vô cùng khởi sắc. Người kinh doanh, buôn may bán đất, người làm công ăn lương có nguồn thu nhập đều đặn và rủng rỉnh. Tiền bạc dư giả giúp Dần có thể chi tiêu thoải mái mà không phải suy nghĩ. Ngày này vận trình tình cảm khá tốt, đào hoa nở rộ, người độc thân có sức hút vô cùng lớn với người khác phái, có thành công hay không phụ thuộc vào việc bạn có chịu mở lòng mình hay không. Dù vậy, bạn cũng không nên giữ thái độ mập mờ cùng lúc nhiều mối quan hệ, kẻo sức rắc rối vào người. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dần cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 4. Tuổi Tý. Tuổi Tý được chính ấn che chở trong ngày này nên sự nghiệp có khởi sắc hơn hẳn. Vận trình tuổi Tý có dấu hiệu khởi sắc về tài vận, nhất là thứ tài. Thu nhập ngoài luồng tăng, nhận được khoản tiền bất ngờ, bạn sẽ nhận được tin vui liên quan tới việc hoàn thành dự án hay là gặt hái thành quả sau quá trình nỗ lực bền bỉ. Chỉ cần nắm bắt tốt giai đoạn trước, chuyện tiền bạc đối với con giáp này không còn gì đáng lo. Chỉ cần chăm chỉ thì cứ hết lại có. Năng lực đầu tư linh hoạt giúp họ nhận được thu nhập từ nhiều nguồn khác nhau, không bị phụ thuộc vào một nguồn thu nhất định nào cả. Ngược lại, tránh đưa ra quyết định quan trọng vào giai đoạn sau để tránh gặp nhiều khúc chiết. Thường phải hao tổn tinh thần vì gặp chuyện không như ý nguyện. Cũng nhờ những may mắn tới trong ngày hôm nay, tâm trạng của tuổi Tý tràn đầy hứng khởi, làm việc hăng say hơn và cũng sẵn sàng giúp đỡ người khác khi cần với lòng nhiệt tình, chân thành của mình. Các mối quan hệ xã giao nơi công sở của bạn rất tốt đẹp.
Tuy nhiên, thủy thổ xung khắc nên tình cảm lứa đôi vợ chồng có chút nguội lạnh. Mỗi khi xảy ra xung đột, bạn có xu hướng nâng cao quan điểm của bản thân thay vì lắng nghe đối phương. Đây là tật xấu của bạn cần sửa đổi càng sớm càng tốt để gìn giữ hạnh phúc của mình. Để đứng may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tý cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 5. Tuổi Sửu. Tuổi Sửu được nhờ chính tài che chở nên có tín hiệu vượng tài đáng mừng. Những người làm công ăn lương có thể nhận được các khoản tiền thưởng, hoa hồng bên cạnh thu nhập chính nhờ sự chăm chỉ và nhạy bén của mình. Tài lộc của người tuổi Sửu khởi sắc, nguồn thu đến cả từ chính tài và thứ tài. Bạn mệnh có thể nhờ người thân, bạn bè giúp đỡ và thu về khoản lời khá lớn. Công việc có gặp trục trặc khởi đầu nhưng sau được quý nhân trợ giúp nên sớm được hóa giải. Đây là thời điểm thích hợp để bắt tay chuẩn bị các dự án lớn. Các ý tưởng đã ấp ủ từ lâu vì nhân duyên của bản mệnh trong giai đoạn này tương đối tốt. Những người xung quanh sẵn sàng hỗ trợ khi gặp khó khăn. Nếu có cơ hội thay đổi môi trường làm việc thì cũng không cần chần chừ. Đây chính là biến động theo chiều hướng tích cực đi lên. Khó khăn hay thách thức đều có khả năng chuyển hóa thành cơ hội, thể hiện năng lực, rèn luyện bản thân với tâm thái vui vẻ, sẵn sàng. Với người theo nghiệp kinh doanh, bản mệnh rất biết lựa thời cơ buôn bán nên tài vận thăng tiến. Trong khi đối thủ còn đang loay hoay thì con giáp này đã tìm ra đường đi, nước bước phù hợp, tranh thủ được lợi thế dẫn đầu. Hơn nữa, bạn lại có mối quan hệ tốt với khách hàng, đối tác làm ăn, giúp mọi sự suôn sẻ, thuận lợi hơn. Thời điểm dương khí tràn đầy, khí hỏa vượng nhất trong năm, yếu tố ngũ hành thì tương sinh ra thổ, kéo theo vận may và tài lộc cùng đè nở thịnh vượng. Nếu tránh được tai họa do tiểu nhân quấy phá, lửa phỉnh, bản mệnh con trâu sẽ ngày càng gặp nhiều thuận lợi trên con đường chính tài, cũng như đời sống tương lai ngày một thông thuận. Cần hạn chế ôm đồm nhiều việc vào người, dễ gặp bất trắc, rủi ro. Chuyện tình cảm khá bình lặng, không ngọt, không nhạt. Đôi khi cuộc sống và công việc quá bận rộn đã kéo hai bạn đi, ít dành thời gian cho nhau. Nhưng cả hai không quá lo lắng vì hiểu rằng trái tim vẫn hướng về nhau, luôn thông cảm và thấu hiểu cho đối phương. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Sửu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 6. Tuổi Thân. Tam hội cục giúp vận quý nhân của người tuổi Thân khởi vượng rõ rệt. Dưới sự chỉ dẫn của đối phương, con giáp này có thể giải quyết được những khó khăn trước mắt rất tốt. Bản mệnh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, không khuất phục trước bất kỳ chướng ngại vật nào. Tài lộc trong ngày của tuổi Thân cũng vô cùng dồi dào, đặc biệt thích hợp cho người làm nghề kinh doanh, đẩy mạnh các kế hoạch cầu tài của mình, lợi nhuận buôn bán tăng vọt. Nhờ vậy mà tuổi Thân sung túc đủ đầy hơn nhiều, không phải lo lắng về vấn đề chi tiêu. Nhờ thổ sinh kim, con giáp này còn nhận được tin vui trong chuyện tình cảm, nhân duyên vô cùng tốt đẹp. Bạn có người thầm thương, trộm nhớ, nếu cảm thấy mình cũng có tình cảm, hãy chủ động bật đèn xanh để dẫn lối cho người ấy. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thân cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 6 con giáp may mắn nhất trong ngày 24 tháng 10 âm lịch. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 34 9119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!